Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ nay đến cuối tuần, thời tiết miền Bắc sẽ chủ đạo là sáng sớm có sương mù và trưa chiều nắng ráo. Sáng sớm nay thì hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện nhiều ở khu vực Bắc Bộ, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, mật độ sương dày ở khu vực Trung Du và vùng núi. Nên là quý vị cần phải lưu thông sớm thì chúng ta sẽ cần phải chú ý đề phòng. Trưa chiều nay thì toàn miền đều phổ biến là nắng ráo, mức nhiệt ngày sẽ tăng lên 2 cho tới 3 độ. Cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ là từ 27 cho tới 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Tại miền Trung ngày hôm nay, vùng mưa ở Trung Bộ tập trung là ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Lượng mưa sẽ dao động từ 30 cho tới 80 mm và cục bộ có nơi trên 150 mm. Từ đêm ngày mùng 7 tháng 11, mưa lớn sẽ có xu hướng giảm dần và cho tới ngày mùng 8 tháng 11, mưa lớn sẽ kết thúc tại khu vực Trung Bộ. Mưa giảm nên lũ trên các sông ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi cũng có xu hướng giảm dần xuống báo động 1, báo động 2. Tuy nhiên, nguy cơ về lũ quét và trượt lở đất thì vẫn duy trì ở mức cao nên người dân cần phải hết sức chú ý đề phòng. Nền nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động từ 24 cho tới 27 độ, từ Đà Nẵng trở xuống tới Bình Định là từ 27 đến 29 độ và từ Phú Yên xuống tới Bình Thuận nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Hôm nay, các tỉnh miền Nam, bao gồm cả Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm mưa, chỉ còn xảy ra rải rác, trong ngày thì trời tạnh ráo có nắng. Nên nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 27 cho tới 30 độ, khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, cơn bão Yinxing vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sau là Tây. Nhiều khả năng cho tới ngày mùng 8 tháng 11 thì sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7. Diễn biến của bão còn phức tạp khi mà đi vào Biển Đông nên bà con cần phải chú ý theo dõi cập nhật. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sáng nay ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ chiều tối thì sẽ tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Sóng biển cao từ 4 cho tới 6 mét, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.